đầu. Các cô, các ông, các bà ân tình bằng những tội ngoại trong gia đình. Vâng, đúng như vậy. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một đồng kính mẹ thờ cha, cho tròn chữ hiếu mấy đã đạo con. Coi đây là ân tình lớn nhất của mọi người dành cho gia đình. Con cháu cũng không còn có gì hơn thế, chỉ trân trọng tình cảm này. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hai câu lục bát này không biết từ bao giờ đã thấm sâu vào tâm tưởng của mỗi người chúng ta, giản dị chất phát như tuổi ấu thơ, gần gũi như chính hơi thở của mình, tha thiết như hồi chuông ngân giữa giờ tĩnh mịch, và rất thật như sự hiện hữu của đất trời. Người xưa đã thử khái quát công cha nghĩa mẹ bằng những ngôn từ mộc mạc nhưng đầy hình tượng lớn lao như thế đó. Hai câu thơ đã trở thành ca dao, là lời ru đồng đàn lưu truyền từ đời này sang thế hệ khác. Nhưng những người con của cha mẹ kính yêu vẫn cảm thấy nó chưa thật đầy đủ, vẫn muốn tô điểm cho càng thêm tuyệt đẹp chân dung của hai đấng đã tạo nên và nuôi dưỡng con cái bằng chính máu thịt công sức của mình, bằng vô vàn nỗi gian truân, hy sinh không bờ bến. Ngôn từ của lòng hiếu thảo, dù thô sơ hay hoa mỹ như thế nào đó, tự chung vẫn là những tình khúc chân thật nhất của nhân loại, bởi nó bắt nguồn từ đáy tâm hồn của chúng ta. Ơn cha như Thái Sơn cao bao tầng, ngoài tỷ cương quyết mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết
lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che nắng trường, gió mưa xa gần, nắng mưa không sờn. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn, sẽ không phai tàn với bao năm trường. Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kiền Bái, Ban Tổ chức Liên đăng, Hội đồng Phản tộc và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Phạm Hữu Kinh, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng từ trần. Đồng chí Phạm Hữu Kinh sinh năm 1942, nguyên quán Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Chú quán thôn 7, Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Do mắc phải căn bệnh tuổi già, đồng chí đã từ trần vào hồi 8 giờ 46 phút sáng ngày 26 tháng 10 năm 2019, nhằm ngày 28 tháng 9 năm Kỷ Hợi tại gia đình, hưởng thọ 78 tuổi. Lễ nhập quan công niệm được tổ chức vào chiều ngày hôm nay lúc 13 giờ 5 phút chiều ngày 28 tháng 10 năm 2019. Lễ viếng vào lúc 14 giờ chiều cùng ngày. Lễ truy điệu và an táng được tổ chức vào sáng ngày mai lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 10 năm 2019. Lễ tiễn đưa lúc 7 giờ 5 phút sáng cùng ngày. Lễ truy điệu tổ chức long trọng theo nghi thức phong tục tập quán địa phương tại linh đài nghĩa trang quê nhà. Phần mộ được an táng tại nghĩa trang quê nhà. Vậy thay mặt cho ban tổ chức lễ tang và gia đình, xin được kính báo tới tất cả các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, họ hàng bên bề ngoài cùng bà con lối xóm, anh em bạn hữu được biết đến thăm viếng chia buồn cùng gia đình Tăng Quyến. Thay mặt gia đình nhà Hiếu, quả phụ cụ bà Hoàng Thị Thời, trưởng nam ông Phạm Hữu Nghĩa, thứ nam ông Phạm Hữu Hào và út nam ông Phạm Hữu Hòa cùng thân nhân Tăng Quyến kính báo. Thank you.
kim cương năm pháp mê tịnh đạt ý sơ tài tịnh cũng vô trần nữ bài chi bất niêm khổ thủy tẩy sai trần đau giao miêu tịnh quế chân ngôn cản đương trì công chân ngôn hồ đồng cũng đã nghi gian mư ân cẩn đã nghi tống Việt Nam đã nghi quốc Hải Phòng thành Thủy Nguyên đã nghi huyện Kiền Bạch đã nghi xã Đệ Thất đã nghi Khôn Tiệp Hoa nghi Vũ Thiên đã nghi Lâm Đại Tăng Trường Chí Sứ Cư đã nghi Cùng Quản đã nghi Cung Đàng Thu đã nghi Thiên Tông đã nghi Thần An đã nghi Hồn Nhập đã nghi Liệt Pháp Tăng Cầu Vạn Sinh Đích Độ Sự Kim Thần Tăng đã nghi Chủ Cô ấy đi từ Phạm Thủy Quân đi Nghĩa, Phạm Thủy Quân đi Hào, Phạm Thủy Quân đi Hòa, Ngôn đất đi Tử. Phạm Thị ấy đi Lạch Đào, Nguyên ấy đi Hồng Hà, Thị ấy đi Yếm, Nữ ấy đi Tử. Phạm Thị ấy đi Hoàng, Phạm Thị Ngoan, Phạm Thị ấy đi Huyền, Tế ấy đi Tử Huyền. Trung ấy đi Loan, Bùi Quan ấy đi Quyết, Lộ Tôn. Phạm An Nghi Tuấn An Nghi Kiệt, Phạm Tuấn An Nghi Vũ, Phạm Gia Nghi Phong, Phạm Gia Nghi Quyền, Phạm Hà Thùy An Nghi Dung, Phạm Mỹ Vân An Nghi Anh, Ngoại An Nghi Tôn Nguyên Thị Niên Nguyễn, Trung An Nghi Lâm Bùi Tấn An Nghi Đạt Bùi Quốc An Nghi Việt Phạm, Tránh An Nghi Tín, Phạm Tuấn An Nghi Ngọc Tế Tôn, Bùi An Nghi Đức An Nghi Hoàng Bùi Xuân An Nghi Hoàng Vũ Trung An Nghi Kiên Ngoại Tần Tôn Bùi Nam Khánh Bùi Hoàng An Nghi Sơn Cung Hiệp Dữ Mông An Nghi Mạnh Hoàng Thị Thời Hợp Đồng Toàn Tăng Ngôn Tuyến Nghi Nặng Phục Vị Chính An Nghi Độ Vong Đến Tân Viên An Nghi Tịnh Cố An Nghi Phụ Phạm Bà Hiệu An Nghi Kinh Tức An Nghi Thăng Trân Linh Nguyên Mạnh Sinh Nữ Nhâm Ngọ Nghiên Mội Nguyệt Nhật Tời Thụ An Nghi Sinh An Nghi Hưởng Thọ Kỳ Thất An Nghi Bạc Bát Quế Đại Hạc Ư Kỳ Hỏi An Nghi Niên Tiểu Nguyện Nhị An Nghi Thập Bát Nhật Thìn Thời Toàn Tịch Quy Vong An Lượng Chi An Nghi Sứ Thu Thiết Giải Trừ Đảng An Nghi Trung Thần Quang Pháp An Nghi Đảng Chu Yên Nghi Toán Cung Kỳ Tích Bảo Bình An Giao Yếu Triệu Thỉnh Chân Ngôn Cản Đỡ Trề Thông cho gọi cháu con những người đã ngày đêm hết lòng chăm sóc cụ dù không nói được nên lời nhưng trong mắt người đã nói lên tất cả cụ để lại muôn vàn tình yêu thương cụ thương quý cháu con gái trai dâu rể nội ngoại chan hòa cụ luôn mong cho con cháu vui nhà nhà hạnh phúc thì giờ đây trong giây phút thiêng liêng này ai cũng muốn được đến gần bên cụ được nhìn cụ hồi lâu
được nhìn lần cuối nữa. Hình ảnh người đã đi vào tâm trí, tâm hồn người như một tấm gương trong, cho con cháu cùng được soi chung trong suy ngẫm để tự sửa mình. Thật vậy, sinh thành đạo đức do phụ mẫu, từ hiếu chân tâm tại tử tôn. Theo phong tục cổ truyền của người dân Bi Lương, đạo Phật ở nơi đây, lễ nhập quan do nhà sư hay ông thầy điều chỉ. Ý tưởng là để tẩy trừ trùng tà ám khí, để cho thân xác được tiêu sinh tịnh độ, thần hồn được thoát hóa nơi tiên cảnh Hồng Lai, và cũng mong cầu cho hồn thiêng luôn phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia quyến được yên bình, hạnh phúc. Cha bỏ con, trọn đời con.
cái gương của chúng con. Hỡi trời, vành thăng trăng là bầu trời sụp đổ, vành thăng trăng vùng đất lửa thiêu. Còn đâu thế ngoài thiên nhiên, chúng con hãy tìm trăng giữa biển vô cô. Còn đâu thế ngoài cha hai tiếng, cha kính nhiên, chúng con tìm trăng giữa biển vô cô.
khi con cháu và thân nhân trong gia tộc lần lượt nhận lấy từng tấm khăn tang màu trắng, màu vàng. Người đeo tang là đội tình, ân nghĩa. Tình là tình ruột già máu thịt, ân là ân đức của bề trên, nghĩa là nghĩa cháu con đạo hiếu phải làm tròn. Những tấm khăn tang còn treo trên bàn thờ hay phủ lên linh cữu, đó là khăn tang của những người con cháu xa chưa kịp về chịu tang. Tông phổ hiến như đại pháp tới đồng sai lấy trần trần chư vị chúng linh quan chư không vị kim tăng chủ tiền cổ nhang hoa đăng hạ quả hợp lý hương. Ngàn thiền bái cỏ tài mênh mông, bao nhiêu buồn vui đã gói hết vào trong văn tài. Thắt mình đến cõi thiên thang, thân phủ trong đất, hồn ngoài non cao. Thoảng trong tiếng cỏ rì rào mà nghe tiếng khóc gào sắp đông. Hồn thương của cụ giờ ở nơi đâu, nhòa trong khói trắng một khăn tang. Là tình cảm thiết tha trong nhà nước cả đậm đà thủy chung, một thế đơn thôi nhưng có tấm lòng thương thảo. Khi dâng tới đồng chí bằng lòng thành kính, vô nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Kiền Bái sau khi hoàn tất xin kính. Thưa linh hồn đồng chí Phạm Hữu Tinh, kính thưa các đồng chí đại diện cho đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, chính trị xã hội địa phương xã Kiền Bái, kính thưa gia đình nhà hiếu, kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho nhân dân trong làng ngoài xã, các cơ quan đoàn thể, người con cháu đồng chí Phạm Hữu Tinh đang công tác và làm việc. Một tin buồn đến với gia đình, con cháu nội ngoại và các đồng chí đảng viên trong chi bộ thôn bản, các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội và toàn thể nhân dân thôn bản, đồng chí Phạm Hữu Tinh đã từ biệt mọi người thân về nơi âm giới hồi 9 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2019, tức ngày 28 tháng 9 năm Kỷ Hợi. Đồng chí hưởng thọ 78 tuổi. Đồng chí là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Đồng chí là công nhân công ty vận tải hợp liên doanh vận tải Hải Phòng. Đến tháng 8 năm 1963, đồng chí nhập ngũ và lái xe tại binh đoàn 31 Trường Sơn. Từ năm 1970, đồng chí ra quân và về công tác tại đơn vị cũ. Cho đến năm 1992, đồng chí nghỉ hưu tại địa phương. Đến năm 1996, đồng chí tham gia công tác bí thư chi bộ thôn 7. Đến năm 2018, do đồng chí thôi giữ chức bí thư vì lý do sức khỏe. Thưa các quý vị đại biểu, quy luật tạo hóa đã có sinh là có tử, giờ đây đồng chí không còn nữa. Mẫu mực, các chi hội mất đi một thành viên tích cực, gia đình mất đi một người thân, các con, các cháu mất đi một người ông, người cụ, quyến mến, xóm làng mất đi một người công dân mẫu mực. Thang ôi, thế là hết. Giờ đây đôi đường cách biệt, trước linh sàng đồng chí
tôi xin giới thiệu đồng chí Lê Xuân Ngũ, đại diện cho chi bộ 7 và nhân dân thôn 7 đến thắp cẩm nhang trước linh đàn. Từ lúc sinh thời cho đến tuổi cao, bộ sống giản dị chân tình, công tác xã hội, việc gia đình, cụ đều chăm lo hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Cụ luôn biết quan tâm đến mọi người, nên cụ cũng được nhiều người yêu, tin và kính trọng. Trong gia đình, cụ đối với con cháu xa gần, gái, trai, dâu, rể, bình đẳng, nên gia đình hòa thuận, nề nếp. Đúng là cha mẹ cần mẫn thật thà, nên con cháu cũng nếp na chuyên cần. Tình thân xa cũng nên gần, đức nhân có phúc có phần về sau. Được tin cụ 250 quy tòng thiên tổ, bà con lối xóm, nghĩa khách gần xa, đã không quản trăm công nghìn việc, không quản đường xá xa xôi, thời tiết nắng nóng, đã dành thì giờ công sức đáng kể về thăm viếng và chia sẻ nỗi đau buồn cùng tang quyến. Thật cảm động biết bao trước sự có mặt, sự quan tâm của mọi người. Ân nghĩa này thật là cao rộng, con cháu xin ghi lòng tạc dạ và xin được cúi đầu đa tạ. Tiếng hát công người nghe chúng tôi về công tác tại nơi quê nhà, nghe tin đồng chí đi xa, chúng tôi cùng đồng đội có vòng hoa chia buồn. Sau đây xin trân trọng giới thiệu kính mời lễ viếng vòng hoa viếng của hội cựu chiến binh xã Kiền Bái cùng chi hội cựu chiến binh thôn 7 cho đồng chí Nguyễn Đăng Thề, phó chủ tịch làm trưởng đoàn, và đưa viếng xin kính mời đoàn. Kính thưa linh hồn đồng chí Phạm Hữu Kinh, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các ban ngành đoàn thể xã Kiền Bái. Kính thưa ban tang lễ địa phương, thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân trong và ngoài địa phương. Kính thưa gia đình tang chủ, đồng chí Phạm Hữu Kinh là hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Đồng chí đang sinh hoạt tại Chi hội Cựu Chiến binh thôn 7, hội xã Kiền Bái. Đồng chí sinh năm 1942 tại xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Trong cuộc chống Mỹ cứu nước, nghe theo tiếng gọi của Đảng, của nhân dân, đồng chí nhập ngũ vào Quân đội Nhân dân Việt Nam tháng 8 năm 1965 thuộc đơn vị C-12, D-9,
90, binh trạng 31, cấp bậc thiếu úy, chức vụ trung đội phó. Đến tháng 1 năm 1971, chuyển ngành về xí nghiệp ô tô Hải Phòng. Trong quá trình công tác của đồng chí Phạm Hữu Kinh, từ tháng 8 năm 1965 đến tháng 5 năm 1968, tiểu đội trưởng lái xe C-16, E-57, sau chuyển sang C-12, D-9-90. Từ tháng 6 năm 1968 đến tháng 3 năm 1969, trung đội phó lái xe đơn vị C-12, D-9-90, binh trạng 31. Tháng 4 năm 1969 đến tháng 12 năm 1970, trợ lý tham mưu tiểu đoàn 990, binh trạng 31. Tháng 1 năm 1970, chuyển ngành về xí nghiệp ô tô Hải Phòng. Đồng chí Phạm Hữu Kinh kết nạp vào Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tháng 3 năm 1993. Đồng chí luôn gương mẫu trong các phong trào xây dựng hội trong sạch vững mạnh, luôn giữ vững và phát huy tốt bản chất truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, hàng năm đều được biểu dương khen thưởng. Năm 2004, đồng chí vinh dự nhận kỷ niệm chương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tặng. Chí từ trần, chúng tôi đại diện cho 365 cán bộ hội viên cựu chiến binh xã Kiền Bái, trước linh sàng đồng chí với tình cảm chân thành kính trọng, xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia đình đồng chí, xin cầu chúc linh hồn đồng chí nơi suối vàng an giấc ngàn thu. Các đồng chí cán bộ hội viên cùng toàn thể nhân dân có mặt dự buổi tang lễ đồng chí hôm nay, chuẩn bị mặc niệm đồng chí phút cuối cùng. Dãi dầu trong cái sớm, đó là tình đồng chí. Vòng hôn viếng của Ban chủ quân sự huyện Thủy Nguyên do đồng chí trung tá Nguyễn Văn Phóng, Phó chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn dẫn đầu vào sân lễ viếng. Và tất cả Phòng tham mưu công an tỉnh Hòa Bình đã dành chúc cho tăng quyến. Sau phần biểu gửi chính quyền đại diện liên đoàn công nước chi bộ tăng quyến. Tiếp theo cũng mời cháu Thời đồng niên bản của Hoan thôn 4. Sau biểu xin kính mời các bác hãy đoàn đến mời các cô các bác liên đoàn công nước cùng chi bộ tăng quyến. Gia đình chú Anh Hương thôn 7 chuẩn bị. Cha mẹ thần vấn thần thà, cho nên con cháu hết ngày đã trở lại bắt phòng các cháu của cùi. Sống anh em bản hiếu đã dạy tâm tính hôm nay. Cho lưu hiến sự kiến được đại. Phước cao cũng phải dạy em nâng. Thank you.
Đào, Trọng, Dũng, Tý, Phương Ba và Dương Điếm. Hôm nay trời đổ mây nhiều, nghe trong khóm lá chim kêu lão lòng. Quốc cơ đã mấy ngày dòng, thương mẹ một mỏng thuyền không lái đò. Cha kính yêu ơi, giờ đến đây mẹ và chúng con xin cầu mong cho cha được siêu sinh tịnh độ, được về tây đất trở trời cha. Cháu con ở lại trần khu nguyện xin mãi mãi hướng về phụ thân. Lớn những vòng hốc biến của bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái Triệu và Ninh dưới đây xin trân trọng kính mời. Thank you.
đạo thôn 6 do ông Phạm Khắc Ngọc, phó bí thư chi bộ làm trưởng đoàn vào sân lên tiếng. Cha ấm áp như vầng thái ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn, suốt đời vì con gian nan ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha già dấu y, và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường ra lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành già, nhẹ nhàng ôm con và cha khẽ này con yêu ơi, con hãy nhớ. Hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chờ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sách, sách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu y, và cha nằm ôm con tươi ấm những cánh già, nhẹ nhàng ôm con và cha khẽ nói này con yêu ơi, con hãy nhớ. Hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chờ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, sao cho thương. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu y, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu y.
Sau đây Yến xin kính mời các bà các cô đưa bản khúc nước cùng chùa đặc biệt. Sau đây Yến kính mời các y bác sĩ hãy đưa bản khúc nước cùng chùa đặc biệt được về. Vòng hoa rực rỡ chiều thương chặt. Sau đây Yến kính chào đoàn kính mời các bác quát luôn. Tiếp theo kính mời cháu Khoa Nhi về biển từ Hương. Đạt quan hoa chân lên đứng sướng chiều, hoa phong cánh cột cột chân chiều, cha con đường lên chiều, cha con đường hạnh phúc. Thank you.
thật bao dung như trời, rộng như biển đông. Lúc con còn ấu thơ dại khờ, nào biết đâu cha buồn. Lúc con đã lớn lên thành người, nào biết cha cô đơn. Đời không gặp phong ba, nào thấu được tình cha. Trong căn nhà ấm êm như đã từng thầm mơ, cánh chuông chuông vàng ngày xưa biến dâu tan lìa, tóc cha đã bạc. Tóc cha đã bạc mà tình của cha mai còn thắm tươi. Giúp con quay về xóm nghèo ngày xưa bên bóng người. Trong căn nhà ấm êm như đã từng thầm mơ, cánh chuông chuông vàng ngày xưa biến dâu tan lìa, tóc cha đã bạc. Tóc cha đã bạc mà tình của cha mai còn thắm tươi. Giúp con quay về xóm nghèo ngày xưa bên bóng người. Giờ con biết bên cha mới tìm được niềm an vui, giờ con về bên cha để lòng được quên giấc mơ đời gấm qua phương người. Giờ đã xa xa rồi, giấc mơ tìm cánh chuông chuông vàng đời đã đau ta tơi. Mùa xuân hồng đang tới là tình cha sáng tươi. Mùa xuân hồng đang tới là tình cha sáng tươi. Thank you.
cho con cả bề yêu thương, mẹ cũng cho con dịu mát tâm hồn, rồi hy vọng tràn niềm tin cuộc sống. Đối với mẹ con là tất cả, dù hy sinh thân xác cũng vui lòng. Chẳng nề chi nắng gắt mưa gió, cháu ơi huyền diệu, mẹ của con tuyệt vời. Cha là người đã khai tâm học vấn, lớn con lên vượt qua cõi mông lung, đưa con về với trang sử oai hùng trần để đi. Ơn mẹ cha sự tôn vinh cao cả, biết làm sao mà báo đáp ơn thầy. Con nguyện lòng dâu vạn kiếp mai sau, vinh hằng ghi nhớ tình cha nghĩa mẹ. Con chào cũng mời xin cháu hứng tiền tạo. Con chào cháu. Cho con cả bề yêu thương, mẹ cũng cho con dịu mát tâm hồn, rồi hy vọng tràn niềm tin cuộc sống. Đối với mẹ con là tất cả, hy sinh thân xác cũng vui lòng. Chẳng nề chi nắng gắt mưa dầu, cháu ơi huyền diệu, mẹ của con tuyệt vời. Cha là người đã khai tâm học vấn, nâng con lên vượt qua cõi mông lung, đưa con về với trang sử oai hùng trần thế. Ơn mẹ cha sự tôn vinh cao cả, biết làm sao mà báo đáp ơn thầy. Con nguyện lòng dâu vạn kiếp mai sau, vinh hằng ghi nhớ. Yeah, man.
hiến kính mời các bà các cô lên bàn khúc. Oh,
xin gặp chúng đoàn và diễn viên xin kính mời đoàn. Tất nhiên kính mời các anh là bạn cùng đứng cùng chùa Tam Quỳ. Thank you.
một kỳ lễ xứ lạ của ai. Phan phân minh diệu sàng
nhất thân bạc cũng nghị viên đông phổ hiến như nay. Pháp ác nghi giới tổng xoay thái tràn tràn phục ghi thoảng nghi hoàng. Trung ngữ đại hà nghị dạ tiêu giáo ư sơn thư chiếu dương vô hoàng nghị như mộ tùy quân phảng phất đạo đồ thức năng thần nhĩ thủ bối thổ tam thạch lắng thúc a nghị nghị vị a nghị vị biển hà phương thần sảng nghĩa và hữu a nghị hào đào nguyên ân y hồng hà thị yên nữ ân y tử phạm thị hòa là cô nữ tế tử tôn tặng huyền toàn tăng tôn quyền thế đại gia đình các ta hệ thần chân lý nguyên mạnh xin nữ nhóm họ nguyên ngội huyền nhận thời thụ sinh không phải khắp vẫn y quyết nghĩ lược mục nghỉ khái thủy tự an nghi tịnh phạm hữu tinh tức an nghỉ thân linh chi ký sản ảnh tất tùy hình giám khó thần phân phân minh hiện ứng tiết cốt đã nghi thấu
phong nghỉ cứ hoàng dưỡng hồn thân thượng trí đơn đài. Phong nghỉ hào phạm hiệu ước nghỉ hòa hôn ước nghỉ tử hoàng thị hành. Đào nguyên ước nghỉ hồng hà thị đăng nghỉ yến nữ tử hoàng thị hoàn phạm thị hoan phạm thị huyền. Tế ước nghỉ tử nguyện trong ước nghỉ luận bùi quan ước nghỉ quyết. Hiệp tư mộc ước nghỉ mạnh hoàng thị thời hợp đồng toàn tâm môn quyết ước nghỉ đẳng phục vị. Trên ước nghỉ tiến quân ước nghỉ linh cố ước nghỉ phụ phạm hữu kinh tức ước nghỉ thang chân linh nguyên mạnh. Sinh ước nghỉ ư nhâm ngọ niên mỗi nguyệt nhất ước nghỉ thời thuộc sinh ước nghỉ hưởng. Thọ kỳ thất ước nghỉ thập bát ước nghỉ tuế đại hạn ư kỳ hội niên. Tiểu ước nghỉ nguyệt nhị thập bát ước nghỉ nhật thìn thời toàn tịnh quy hồng. Phục ước nghỉ nguyện thất ước nghỉ linh biệt áo trần ước nghỉ thế. Tình cả nghỉ mình ngã văn cung ư trần chúng ta yên ở cha ơi xin từ thủ đồ cha thời biệt vẫn hành thờ còn đây mà công cha sơ bất và đêm ơn này khổ đau dưỡng dục cha gầy nuôi chúng con mong mong chúng con được cuốn thân đầy đủ ta thất đều nhàn nhã hẳn hoi ngờ câu số mệnh bởi trời quay vòng sinh tử kiến cha thời việt nỉ linh thời cha vẫn dạy dỗ chúng con trai khôn thời lễ đi tìm trốn áo tiền lương gạo góp học hành phật gái dâu trong đạo gia đình tâm tòng tự đức đi đời canh chuyến lễ cần hỡi cha ơi đâu còn sang chúng con hỏi tội chúng con thầm còn đâu nữa chúng con chưa bùi xẻ hoặc bởi âm dương đôi đường cách biệt. Biết lý thì chúng con trả nghĩa cha bây giờ đẹp hương đi ngút coi đưa linh hồn phạm thất thời về đâu đây tư giả chân định chính ước nghi tiến cố nghi phụ tân viên tỷ phạm hữu ước nghi kinh tức thanh phả độc kính thỉnh cao nhất tổ tiên nôn ước nghi ngoại phạm môn đường thường phạm môn đường hà nội ngoại gia tiên gian khó định khách bay lâm kim cả ta ra rơi nhất hầu từ khai lông đạt vô ngại nhiên hậu thủ hưởng pháp an y thường lý kim tam thủ kiên bộ cơm thanh tạp bàn cổ soạn giao ưu kiến thực chân ngôn cảnh đương trì tổng đề